Lộ tin nhắn Khánh Vân lo sợ ekip buồn lòng khi rớt top 10. Dừng chân ở top 21 tại chung kết cuộc thi Miss Universe 2020, tin nhắn của Khánh Vân gửi tới ekip đồng hành cùng mình nhận về nhiều sự chú ý. Sáng ngày 17 tháng 5, theo giờ Việt Nam, đêm chung kết cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ 2020, đã chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của người hâm mộ. Nguyễn Trần Khánh Vân đại diện Việt Nam được xướng tên trong top 21 người đẹp đồng thời cũng nhận về nhiều lượt vượt nhất trong lịch sử. Dẫu vậy, rất tiếc Khánh Vân đã không thể lọt top 10 chung cuộc, ngậm ngùi dừng chân tại top 21. Người hâm mộ dù tiếc nuối nhưng vẫn lên tiếng ủng hộ và động viên nàng hậu, khẳng định dù không chiến thắng tại cuộc thi nhưng cô vẫn là người giành được trái tim của hàng triệu Khánh Vân dừng chân top 21. Mới đây, một thành viên trong ekip cùng đồng hành với Khánh Vân tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế đã hé lộ tin nhắn của cô nàng gửi tới khi không thể lọt sâu trong đêm chung kết. Theo đó, dù hiện tại chính người đẹp mới mang nhiều tâm trạng, cảm xúc khi nhìn lại hành trình mà mình đã bước đi, cô vẫn lo sợ ekip sẽ buồn lòng vì bản thân đã dừng chân tại top 21. Người đẹp nhắn gửi, cả nhà đừng buồn em nha, đính kèm ý cổn thể hiện tình cảm đối với mọi người. Khánh Vân gửi tin nhắn tới ekip. Ảnh. Chỉ với đôi dòng tin nhắn cũng đủ để thấy Khánh Vân luôn nghĩ tới mọi người trước, cô quan tâm, lo lắng cho ekip mình nhường nào. Đặc biệt, bản thân nàng hậu cũng mang nhiều lo sợ bởi tất cả đã bỏ thời gian và công sức đồng hành cùng cô trên chặng đường gian nan này nên có thể không tránh khỏi sự thất vọng. Tuy nhiên, đáp lại những suy nghĩ của Khánh Vân, có lẽ chẳng ai trách móc hay buồn lòng điều gì vì trên thực tế người đẹp đã làm hết mình và cũng cố gắng rất nhiều cho Miss Universe. Người đẹp đã thể hiện hết mình tại Miss Universe 2020. Anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.